Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi của tác giả Phong Hà Du Nguyệt. Truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh cổ đại, sủng, trích nguồn Cung Quảng Hằng, editor Tát Trứng, beta Gấu Boki, diễn đọc Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận, cảm xúc để cổ vũ cho Chan. Like, share video để giúp kênh tăng thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức Chan đã ghi ở mục miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161. Chưa hết thòm thèm. Triệu Giới dặn dò Chu Cảnh chuẩn bị xe ngựa cho tốt. Một tay vòng qua vai Ngụy La, một tay cúi xuống ôm lấy chân nàng, bế lên sau đó ôm nàng ra khỏi phòng khách. Bên ngoài cửa phòng vẫn còn rất nhiều người đang đứng. Quảng Tín Hầu cũng từ tiền thính chạy vội tới, vô cùng lo lắng hỏi thăm phu nhân mình xem đã có chuyện gì. Ông biết được Ngụy La có thai, liền lập tức vui vẻ, cho rằng hôm nay trời giúp ông ta rồi. Dù sao hỉ sự này cũng phát hiện trong phủ Quảng Tín Hầu. Sau này Triệu Giới có nghĩ tới phần tình cảm này, để mắt tới phủ Quảng Tín Hầu nhiều hơn một chút là được. Quảng Tín Hầu thấy Triệu Giới đi ra khỏi phòng, tươi cười nghênh đón, chúc mừng nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Triệu Giới rũ mắt nhìn ông ta dò xét một cái cũng không thèm để ý tới. Quảng Tín Hầu lại vội vã nịnh bợ đi theo bên cạnh Triệu Giới nói, để thần kêu người đi chuẩn bị xe ngựa, vương gia chờ một chút, bây giờ thân thể vương phi quý giá, mọi việc đều phải cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Quảng Tín Hầu. Triệu Giới dừng lại, đôi mắt vượng lạnh lùng trong trẻo chuyển hướng, mặt không biến sắc nhìn Quảng Tín Hầu. Trần Nhị và di nương của hắn liên thủ đụng vào vương phi của bản vương. Ông nói xem, việc này bản vương nên xử trí thế nào đây? Quảng Tín Hầu còn chưa biết có một màn này, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ. Dưới cái nhìn của Triệu Giới, sau lưng ông ta từ từ toát ra mồ hôi lạnh. Cái này... Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Bảo San trong góc, thấy nàng ta cúi đầu, còn Trần Đăng sống tạm bợ kia thì không biết đã trốn tới chỗ nào rồi. Quảng Tín Hầu lại nhìn Triệu Giới, thấy ánh mắt hắn âm lãnh, lóe lên sát ý, nhất thời hai chân liền mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất cầu xin. Vương gia tha mạng, là nghịch tử vô lễ, thần nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn, cầu xin vương gia khai ân. Sắc mặt Triệu Giới vẫn không đổi, nhàn nhạt nói, đưa hắn tới đại lao thần cơ doanh, bản vương tự mình dạy dỗ. Thần cơ doanh là chỗ thế nào? Quảng Tín Hầu không thể không biết. Vừa là nơi trọng yếu cấm quân trưởng quản súng ống và đạn dược, lại là quân đội do Triệu Giới quản lý. Trong thần cơ doanh có một địa lao chuyên dùng để tra khảo tội phạm. Nghe nói cực hình trong đó giống như ở trong địa ngục, phàm là người vào đó đều không thể sống sót đi ra. Mỗi chỗ trong thiên lao đều có thể nghe được tiếng rên rỉ thống khổ. Một khi đã đi vào trong rồi chính là muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Quảng Tín Hầu nghe được những lời này của Triệu Giới, nhất thời cả kinh tới nói không nên lời. Vương gia, mặc dù ông ta tức giận nhi tử không bằng người ta, nhưng cũng không bỏ được đưa hắn vào chỗ chết. Bước chân Triệu Giới không hề ngừng lại, đi qua trước mặt ông ta, không cho ông ta chút chỗ trống nào để thương lượng. Triệu Giới vừa đi, Quảng Tín Hầu phu nhân ở đằng sau nhịn không được, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mọi người kinh hãi vội vàng đỡ bà ta dậy. Thái phu nhân! Hầu phủ rối tung rối mù. Trở lại Tĩnh Vương phủ, trong phủ lại mời Tôn đại phu tới bắt mạch cho Ngụy La lần nữa. Tôn đại phu nói cũng không khác lắm so với những đại phu khác, lại mở thêm một phương thuốc an thai, rồi mới nói vài tiếng chúc mừng với Ngụy La và Triệu Giới, rồi lúc này mới rời đi. Triệu Giới sai người đưa Tôn đại phu một số tiền tạ ơn rất lớn, những ngày này cũng nhờ có ông điều trị, thân thể của Ngụy La mới tốt lên. Trên hành lang, Tôn đại phu chợt nhớ tới một việc. Vương gia, có một việc lão phu quên nhắc ngài. Triệu Giới nói, có chuyện gì? Tôn đại phu nói, phu nhân có thai, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là thời gian thai nhi không ổn định nhất, tốt nhất không nên làm chuyện phòng the. Bước chân Triệu Giới tạm dừng chợt nói, cảm tạ đại phu, bản vương sẽ lưu ý. Tôn đại phu liền rời đi. Buổi tối hôm đó Triệu Giới truyền tin tức này vào cung. Trần Hoàng hậu nghe được liền vui mừng tới hỏng luôn. Vội nói Ngụy La dưỡng thai quan trọng hơn, không cần vội vàng vào cung thăm bà, lại kêu người mang tới nhiều thuốc bổ an thai, còn lo lắng Ngụy La mới mang thai lần đầu, cũng không có kinh nghiệm,
còn cố ý đưa tới hai mama chuyên môn hầu hạ phụ nhân có thai, lo ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho nàng, chỉ còn thiếu không đem Ngụy La vào cung mà thôi. Ngụy La nhìn thuốc bổ Trần Hoàng hậu đưa tới, buồn rầu nhíu mày. Lúc không mang thai phải uống thuốc bổ, sao có thai rồi vẫn còn phải uống chứ? Triệu Giới cúi đầu hôn lên trán nàng. Ngoan, đây là vì mẫu hậu quan tâm nàng. Nếu nàng không thích, chúng ta không dùng, dưỡng thai thật tốt là được. Nói xong hắn lại xoa bóp gương mặt nhỏ của nàng, sủng ái nói. Ai là của chúng ta, bây giờ là tiểu tổ tông. Nàng mất hứng, ai dám bắt nàng theo chứ? Ngụy La vòng tay lên cổ hắn, treo người lên người hắn, đôi mắt cong lên hỏi. Thật vậy chăng? Sau này thiếp nói gì, chàng cũng đều nghe theo sao? Triệu Giới cười nói. Nàng nói gì ta cũng đều nghe. Ngụy La vui mừng, hóa ra có thai rồi lại có chỗ tốt như vậy. Nàng nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ thật kỹ. Nếu thiếp nói muốn ăn cá do chàng câu thì sao? Gần đây việc ăn uống của nàng có chút thay đổi, chính là thích ăn cá. Chỉ là việc này. Triệu Giới nhướng mày. Ngụy La chân thành gật đầu. Triệu Giới cười to nói. Nàng chỉ có chút chuyện này sao? Mai ta liền chuẩn bị cần câu, dẫn nàng đi hậu viện câu cá. Ngụy La bổ sung. Phải là do đại ca ca tự mình làm cơ. Này thì có chút làm khó rồi. Đôi tay Triệu Giới là đôi tay quen giết người, không phải là nấu ăn. Nhưng mà vì Ngụy La, hắn tình nguyện thử một chút. Nàng nói gì thì chính là cái đó. Ngụy La nằm trong lồng ngực hắn lén lén cười. Tuy nói trước kia Triệu Giới cũng ngoan ngoãn phục tùng nàng, nhưng nàng vẫn không thể quá mức tùy hứng. Bây giờ nàng có thai, tất cả mọi chuyện gì cũng đều được cả. Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Sáng sớm hôm sau, Triệu Giới đi thần cơ doanh một chuyến. Hắn nói là làm, sáng sớm liền kêu người đem Trần Nhị ra phủ Quảng Tiến Hầu tới địa lao của thần cơ doanh. Trần Đăng nhìn người cao ngựa lớn, nhưng cũng không quá sợ hãi. Nhưng mà vừa mới tới đại lao, thấy trên tường treo đầy hình cụ và cả phạm nhân hấp hối. Thậm chí còn có cả hình cụ còn dính đầy máu và thịt vụn chưa rửa sạch. Ngục tốt còn chưa tới gần, hắn ta đã bị hù dọa tới tiểu luôn ra quần, quỳ gối cầu xin Triệu Giới tha thứ. Triệu Giới vốn cũng không muốn hành hạ hắn ta, chỉ muốn dọa một chút mà thôi. Ngục tốt kéo một tên tội phạm tới, Triệu Giới liền để Trần Đăng ở một bên nhìn xem. Ngục tốt dùng roi thấm nước muối quất lên người phạm nhân, tên tội phạm kia bị đau tới gào khóc thảm thiết. Trần Đăng đứng ở một bên, hai chân nhũn ra giống như đậu phụ say. Hắn cảm thấy có đồ rớt trên mặt đất, đưa tay ra lấy, để tới trước mặt, đúng là một miếng thịt nhỏ thối rữa. Nhất thời sắc mặt hắn ta trắng bệch, xoay người vịn tường nôn khan. Thiếu chút nữa là ói ra cả mật. Chiều hôm đó Trần Đăng về nhà, mặc dù nhặt lại được một cái mạng, nhưng lại giống như thay đổi thành một người khác. Hắn ta không ăn không uống, tinh thần hoảng loạn. Nghiêm trọng hơn là nếu trên bàn cơm thấy thịt bằm, liền không ngừng nôn mửa. Chỉ vài ngày liền gầy tới không nhận ra hình dạng. Trần Đăng cho rằng đây đều là do Ngụy Bảo San hại hắn ta. Ngày đó nếu không phải nàng ta đụng vào Ngụy La, hắn sẽ không bị Triệu Giới để mắt tới. Vì thế vô cùng hận Ngụy Bảo San, hắn ta không chỉ đuổi Ngụy Bảo San ra khỏi phủ Quảng Tín Hầu, còn đánh rớt luôn đứa nhỏ trong bụng nàng ta. Ngụy Bảo San không còn có chỗ nào để đi, lại không còn mặt mũi để trở về phủ Anh Quốc Công, cuối cùng lưu lạc đầu đường, bị người môi giới bán đi bán lại bán cho xóm cô đầu. Đây là chuyện sau này, cũng không tiện nhắc tới. Sau khi Triệu Giới trở về liền dẫn Ngụy La đi câu cá, thời tiết hôm nay thật tốt, bầu trời trong xanh, gió mát dễ chịu. Hậu hoa viên phủ Tĩnh Vương có một cái hồ không nhỏ, nước hồ sạch sẽ, trong suốt, nhìn thấy đáy hồ. Ngụy La ngồi trên một cái đôn thêu trong đình giữa hồ, thấy Triệu Giới lấy từ trong thùng gỗ ra một con giun, móc lên lưỡi câu, rồi quăng dây câu ném vào trong hồ nước. Dây câu tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung. Ngụy La đưa cho Triệu Giới một cái khăn ướt. Chàng lau tay đi. Triệu Giới nhận khăn lau tay. Hắn mới từ thần cơ doanh trở về. Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại đổi một xiêm y mới, rồi mới tới chỗ này. Hắn cũng không nói cho Ngụy La biết mình làm gì, cũng không muốn nàng biết. Ai là của hắn, chỉ cần sống một cuộc sống vô tư lự là được. Hắn chỉ cần để cần câu qua một bên. Hai người ngồi trong đình, vành tai tóc mai chạm vào nhau. Từ xa nhìn lại hai người giống như hòa thành một. Triệu Giới giữ cằm nàng, hôn lên môi nàng. Ánh mắt Ngụy La liếc qua, thấy cần câu giật giật, vội vàng đẩy hắn ra nói, mau mau, có cá cắn câu rồi. Qua một lúc lâu, Triệu Giới mới chịu buông nàng ra, đi thu cần lại. Đúng là có một con cá chép lớn. Triệu Giới cuộn tay áo lên, lộ ra cánh tay tinh trắng. Một tay cầm con cá chép, một tay xoa xoa đầu. Ngụy La nói, đi thôi, đại ca ca làm cá cho muội ăn.
Ngụy La gật đầu liên tục. Triệu Giới nói được làm được. Ngụy La còn nghĩ hắn cậy mạnh, không ngờ tới phòng bếp hắn lại rất bình tĩnh, bày mưu nghĩ kế. Đầu tiên Triệu Giới mổ bụng cá, móc nội tạng và mật cá bên trong ra, lại rút ra một con dao găm khảm hồng ngọc đeo bên hông, động tác thành thục cạo sạch vảy cá. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương vô cùng rõ ràng, cho dù là cầm dao hay múa bút đều rất đẹp mắt. Không nghĩ tới ngay cả đánh vảy cá cũng bình tĩnh như vậy, làm cho người khác chú ý. Sau khi cạo hết vảy cá, Triệu Giới xoay xoay dao găm, cắt đi vảy cá ở hai bên, lại lấy ít muối trong hộp, sát một tầng lên thân cá, để ở một bên, ướp khoảng 2 khắc chuông. Trong thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, cắt hành thành miếng nhỏ, rải lên thân cá, đổ một chút rượu gia vị rồi đặt cá vào nồi hấp. Ngụy La đứng ở một bên nhìn trợn mắt há mồm, nàng còn tưởng hắn chưa bao giờ xuống bếp, bây giờ nhìn động tác của hắn lại có vẻ rất quen thuộc chỗ này. Triệu Giới rửa sạch hai tay, nắm lấy cằm Ngụy La khép miệng nàng lại, nhéo một cái. Sao lại ngây ngốc rồi? Ngụy La vội vàng nắm lấy tay hắn ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng long lanh nhìn hắn. Chàng học bếp núc từ khi nào thế? Sao trước kia chưa từng nghe chàng nói gì cả? Triệu Giới cười cười giải thích với nàng. Trước kia lúc hành quân đánh trận, thường xuyên màn trời chiếu đất, nếu cả chút bản lĩnh này cũng không có, sao có thể sống tới bây giờ? Lúc trước Triệu Giới còn ở trong quân doanh, làm cá chính là sở trường hàng đầu, thứ hai là món ăn thôn quê. Cũng may món Ngụy La muốn ăn là cá, nếu đổi thành những món khác thì chưa chắc hắn đã thuận buồm xuôi gió như bây giờ. Không lâu sau, mùi thơm của cá xộc vào mũi, Triệu Giới tắt bếp, từ trong trạm bếp lấy ra một cái đĩa màu trắng, hoa văn linh chi, đem cá chép mới hấp, đem để vào đó, rồi đặt lên bàn gỗ, dùng đũa ngọc gắp một miếng thịt cá đút tới bên miệng nhỏ của Ngụy La. Tới đây, thử một miếng nào. Ngụy La nói, nóng, chàng thổi một chút đi. Triệu Giới thổi hai cái, vừa nhấc mắt, liền thấy đôi mắt trong mong của tiểu cô nương nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt thèm ăn. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, thật là muốn trêu chọc nàng. Chiếc đũa động một chút, đưa cá vào trong miệng mình. Ngụy La nóng nảy, cúi đầu tới gần, cắn lên môi hắn, cướp lấy miếng thịt cá đầu tiên vào trong bụng mình. Thịt cá tươi mới, ướp gia vị vô cùng ngon miệng. Sau khi Ngụy La ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khóe miệng Triệu Giới tán dương. Ăn thật là ngon. Chương 162. Đánh đổ bình mật. Cá chép hấp phần lớn đều vào bụng của Ngụy La. Sau khi ăn xong, nàng thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Đại ca ca, lần tới chàng làm cá nướng đi. Đây là ăn thành nghiện rồi. Triệu Giới ôm nàng về phòng, dùng khăn lụa lau nhẹ khóe miệng cho nàng. Ăn no chưa? Ngụy La nhận lấy trà xúc miệng do Kim Lũ đưa tới, nhổ ra chén men xanh khắp hoa sen, lại ngậm một viên thấu cơ ngũ vị hương, mỉm cười gật đầu nói, no rồi. Lúc ăn cá khó tránh khỏi sẽ gặp phải xương cá, Triệu Giới liền giúp nàng lựa xương rồi mới đút vào miệng nàng. Toàn bộ quá trình Ngụy La không động tới chiếc đũa, thật vô cùng hưởng thụ. Triệu Giới cũng không ngại nàng phiền toái, ngược lại còn có chút thích thú. Triệu Giới đem khăn lụa ném vào trong ống đồng, như cười như không nhìn nàng. Tốt lắm, bây giờ tới phiên ta. Ngụy La ngẩn ra, chớp mắt tiếp theo đã bị Triệu Giới ôm nàng lên, đi vào nội thất. Nàng kinh ngạc vỗ vỗ vai Triệu Giới sốt ruột nói, ờ, không, không được, chúng ta không thể, thiếp hiện đang có thai đó. Lời của đại phu nói với Triệu Giới ở ngoài hành lang, nàng ở trong phòng cũng nghe thấy. Vì đảm bảo thai nhi bình an, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối không thể sinh hoạt chuyện vợ chồng. Bước chân Triệu Giới dừng lại, cũng nhớ tới lời này. Cô nương này lúc ăn cá chẳng thành thật chút nào, liên tục vô tình hoặc cố ý trêu chọc hắn. Hắn vốn đã không nhịn được, muốn bóc nàng sạch sẽ ném tới trên giường. Bây giờ nghe thấy những lời này, sắc mặt lại trầm xuống. Triệu Giới bế nàng lên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của Ngụy La, không nói lời nào. Ngụy La bị hắn nhìn tới sợ hãi. Được rồi, nàng thừa nhận lúc nãy là nàng cố ý, biết rõ hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng vẫn thừa dịp ăn cá mà hôn trộm hắn, trơ mắt nhìn hắn là bén lên một đám lửa, nhưng nàng lại không chịu trách nhiệm. Triệu Giới cầm chân gấm hồng thêu uyên ương đắp lên cho nàng, xoay người đi thay xiêm y. Ngụy La từ trong chăn mềm thò đầu ra, nhìn thấy vai rộng eo hẹp của Triệu Giới, ánh mắt đi xuống nữa, thấy chỗ kia nhô lên, đỏ mặt nói, nếu không, hay là để thiếp giúp chàng? Triệu Giới vừa mới cởi xuống áo khoác màu thiên thanh, lúc này đang nghiêng người cầm lấy đồ ngủ bằng tơ bạc. Từ góc độ của Ngụy La nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy cơ bắp mạnh mẽ,
cả người khẩn trương, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Ngụy La biết rõ, lúc ở trên giường eo hắn hùng hãn hữu lực thế nào, Triệu Giới nghe thấy lời nàng, động tác mặc đồ dừng lại, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt lộ ra mấy phần rành mãnh. Vậy A La muốn giúp ta thế nào đây? Ngụy La chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng, cả người lui về sau co lại, ý tứ mời mọc vô cùng rõ ràng. Triệu Giới thay xong đồ liền lên giường nằm ngủ, nghiêng người nhìn nàng đưa tay mò vào trong. Hai má Ngụy La hồng hồng, cũng không phải chưa từng giúp hắn làm qua chuyện như vậy, nhưng mà bây giờ là do nàng tự đề ra, có chút hẹn thùng mà thôi. Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm lớn, đầu chùi thẳng xuống dưới mền. Qua một lúc lâu sau, Ngụy La chui ra khỏi chăn, bò qua người Triệu Giới. Triệu Giới ôm nàng vào lòng, để tay lên môi nàng, nhổ ra đi. Ngụy La phun ra, hai gò má ửng hồng, mắt hạnh ngậm xuân, mềm nhũn ngã vào lòng Triệu Giới mà thở dốc. Triệu Giới ôm nàng để lên gối, còn bản thân mình thì đứng dậy đi rửa tay. Lúc trở lại thì cầm theo một cái khăn ướt nhỏ, hắn nhẹ nhàng lau mặt cho Ngụy La, môi mỏng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. Ăn ngon không? Ngụy La liếc hắn một cái, không nói tới vấn đề này. Hai tháng đầu mang thai, Ngụy La quả thật chẳng có mấy cảm giác, bởi vì phản ứng của nàng không quá rõ ràng, vừa có thể ăn lại có thể ngủ, không đau tới, không muốn sống như Lương Ngọc Dung nói. Nhưng tới tháng thứ ba, Ngụy La liền cảm nhận được cái gì gọi là nôn ngén. Trước cứ nói tới món cá mà nàng thích ăn nhất, bây giờ đừng nói tới cá, chỉ cần nghe thấy mùi này là nàng đã không chịu nổi. Món cá nướng nàng nói muốn ăn cũng không ăn được, mỗi ngày phòng bếp đều thay đổi cách nấu, chính là hy vọng Ngụy La có thể ăn nhiều một chút. Nhưng nàng quả thật không có chút khẩu vị nào, cho dù ăn nhiều hơn bình thường 2 miếng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ nôn ra. Chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi, gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La đã gầy đi một vòng. Trong thời gian này, tính tình Ngụy La cũng thật không tốt. Nàng bắt bẻ hà khắc với hạ nhân thì thôi, cũng thường thể hiện tiểu tính tình trước Triệu Giới. Có chút không hài lòng liền nổi giận, còn dễ dàng rơi nước mắt. Tính tình Triệu Giới quả thật rất tốt, mọi việc đều bao dung nàng, để nàng tùy hứng khóc lóc om sòm, chưa từng có chút không kiên nhẫn nào. Ví dụ như có một lần, Ngụy La vô ý làm rơi cái vòng tay phỉ thúy màu hồng, rõ ràng chẳng có quan hệ gì với Triệu Giới, thế nhưng nàng lại nổi giận với hắn, còn không ngừng đẩy hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi phòng. Triệu Giới cúi đầu nhìn tiểu cô nương xoa xoa đầu nàng, thuận theo nàng ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau, hắn trở lại, trong tay cầm một cái hộp dài bằng gỗ tử đàn khảm hoa thủy tiên, để tới trước mặt Ngụy La. Bên trong là 10 đôi vòng tay chất liệu khác nhau, có phỉ thúy, có mã não, đều là hàng giá trị xa xỉ. Ngụy La ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Giới cười nói, còn tức giận không? Ngụy La cảm thấy, sao Triệu Giới có thể đối với nàng tốt như vậy chứ? Nàng cũng cảm thấy bản thân có chút cố tình gây sự, nhưng lại không thể khống chế nổi tâm tình. Suy nghĩ trong đầu và biểu hiện ra ngoài là 2 chuyện khác nhau. Nàng gật đầu nhẹ, đưa tay ôm lấy Triệu Giới, vùi đầu vào ngực hắn không nói lời nào. Buổi tối hôm đó, Ngụy La đột nhiên thèm ăn, nàng muốn ăn củ cải ướp giấm đường của Ngự Hòa Lâu. Nhưng mà sắp trời đã tối, chắc hẳn Ngự Hòa Lâu cũng đã đóng cửa từ sớm, bây giờ đi qua cũng chưa chắc đã mua được. Ngụy La mệt mỏi ngồi trên giường La Hán nổi giận nói, không biết, thiếp muốn ăn món đó. Triệu Giới vừa bực mình lại vừa buồn cười chọt chọt ót nàng, dụ dỗ nói, được, được, ta đi mua cho nàng. Ngụy La chớp mắt mấy cái không nói gì. Đêm cuối thu trời lạnh, Triệu Giới mặc áo choàng gấm lót lông hồ ly, đi ra khỏi phòng. Chu Cảnh có chút không đồng tình với vương gia nhà mình, nhịn không được, lên tiếng đề nghị. Vương gia, không bằng để thuộc hạ đi mua cho. Triệu Giới lắc lắc đầu tiếp tục bước đi, môi cong lên nói. Người đi thì có ích lợi gì, nàng chỉ là muốn làm ầm ĩ với bản vương thôi. Mặc dù giọng nói của Triệu Giới có chút bất đắc dĩ, nhưng sự sủng ái và dung túng trong mắt hắn, chỉ cần nhìn, liền hiểu ngay. Chu Cảnh hơi sững sờ. Thầm nghĩ học vấn trên con đường sủng thê thật quá lớn, hắn học một đời cũng không học xong. Một lúc lâu sau, Triệu Giới mới cầm theo củ cải của Ngự Hòa Lâu trở về, cùng với vài món ăn nữa bày lên bàn tròn, đưa cho Ngụy La một đôi đũa ngọc. Ăn đi, tối nay nàng vẫn chưa ăn gì, lát nữa ói không ra cái gì hết, sẽ chỉ càng thêm khó chịu thôi. Ngụy La gắp một miếng củ cải giấm đường cắn một cái, Ngự Hòa Lâu ướp củ cải vừa giòn vừa chua, mang theo chút vị ngọt. Trước kia nàng không thích món này, chỉ cảm thấy hương vị này vô cùng cổ quái. Nhưng gần đây lại phá lệ muốn ăn. Nàng ăn 2 miếng, lại ăn thêm vài cái sủi cảo thủy tinh bí đao.
còn uống nửa chén canh nấm tuyết, ăn nhiều hơn so với bình thường. Dùng xong bữa tối, lần này Ngụy La lại cũng nôn ra hết. Ngụy La rửa mặt, mặc đồ ngủ màu hoa lăng, thấy Triệu Giới đang ngồi trên ghế bằng gỗ cây lê khắc hoa hồng. Nàng đột nhiên cho nha hoàn trong phòng lui xuống, vẻ mặt như có chuyện muốn nói với Triệu Giới. Triệu Giới để sách trong tay xuống, dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn, mỉm cười. Chế nhạo, sao vậy, lại muốn đuổi ta ra ngoài? Ngụy La không nói, cũng không báo trước mà nhào vào lòng Triệu Giới, dùng sức ôm lấy hắn. Buồn rầu nói, có phải thiếp rất đáng ghét không? Triệu Giới để quyển sách xuống, ôm nàng để lên đùi hắn, nâng gương mặt nhỏ của nàng lên hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? A La tất nhiên khiến cho người khác yêu thích. Ngụy La chẳng thấy được an ủi tí nào, ỉu xìu nói, thiếp cảm thấy bản thân mình là đang cố tình gây sự. Triệu Giới cúi đầu cười không nói lời nào. Còn vô cùng càn quấy, vài ngày nay thiếp thường phát giận với chàng, còn cố ý sai sử chàng, khiến chàng khó xử. Thật ra bản thân thiếp không phải muốn như vậy, cũng không biết tại sao lại làm thế, lúc nào cũng không quản nổi mình. Nàng cúi đầu áy náy, nắm đầu ngón tay Triệu Giới, hồi lâu sau mới chậm chạp nói, thật xin lỗi. Nội tâm Triệu Giới vừa động, liền ôm đầu nàng ghé vào ngực mình thở dài một hơi. Cô nương ngốc, vì sao lại nhận lỗi với ta? Cho dù nàng muốn ta làm gì, ta cũng cam tâm tình nguyện làm cho nàng. Hắn nhớ tới những điều mới đọc trên sách, lại nói, huống gì đây cũng không phải là lỗi của nàng. Nữ nhân một khi có thai, 8-9 phần sẽ nôn nóng, dễ nổi giận, so với những nữ nhân khác. A La nhà ta nhu thuận hơn nhiều. Ngụy La ngẩng đầu hỏi, làm sao chàng biết? Triệu Giới nhướng mày, cầm quyển sách trong tay đưa cho nàng, chỉ một trang trong đó nói, trên này có viết. Ngụy La nhìn chằm chằm, quả nhiên thấy được câu viết, phụ nữ có thai thường phiền muộn, thường là phiền chết người các thứ. Nàng lại lật tới trang sách, chỉ thấy bên trên là 4 chữ to, kinh hiệu sản bảo. Ngụy La sững sờ, không nghĩ tới Triệu Giới lại xem loại sách thế này. Nàng hỏi, chàng lấy quyển này từ đâu ra thế? Triệu Giới nói, ta bảo Chu Cảnh tìm ở trên đường phố, trong này có ghi cặn kẽ. Hắn nhớ tới gì đó lại nói, cho nên nàng cũng không cần áy náy. Hiện giờ nàng là tiểu tổ tông của phủ Tĩnh Vương, lại là khối thịt trong lòng mẫu hậu. Nếu ta không theo nàng thì theo ai chứ? Ngụy La mếu máo, nhìn như là sẽ khóc liền. Triệu Giới giờ khóc giờ cười vuốt muốt mũi nàng nói, trên sách còn nói thai phụ rất dễ khóc nhè. Xem ra là đúng rồi. Ngụy La ôm lấy cổ hắn, mặt dán lên mặt hắn thì thầm nói, nếu ta sinh hài tử rồi, chàng còn thương ta như vậy không? Hắn đối với nàng tốt như vậy, thật sự là vừa khiến nàng cảm động, lại khiến nàng sợ hãi và bất an. Triệu Giới cười nói, à là, ta bởi vì nàng mới thích đứa nhỏ này, không phải vì đứa nhỏ này mà mới thích nàng. Ngụy La ôm Triệu Giới rất lâu cũng không động. Trên đời này hẳn là sẽ không ai thương nàng như Triệu Giới. Ngụy La thầm nghĩ vậy, trong lòng hệt như có một hũ mật được chôn giấu, bị Triệu Giới đổ đi. Chất mật chảy vào tứ chi, từng lỗ chân lông đều nhẹ nhẹ tản ra vị ngọt. Chương 163. Ta rất mập sao? Lúc Ngụy La có thai hơn 4 tháng, bụng bắt đầu lộ ra, càng ngày càng lớn như một quả dưa hấu từ từ chín. Mỗi ngày niềm vui lớn nhất của Ngụy La chính là đứng trước gương đồng khắc những nhánh hoa quấn nhau, tỉ mỉ nhìn bụng mình, xem nó từng chút một lớn lên. Duy nhất có một chút không hoàn mỹ là thân thể nàng càng ngày càng tròn ra. Cũng là Triệu Giới có bản lĩnh, mỗi ngày đều biến đổi phương pháp mang đồ ăn ngon tới cho nàng. Hôm nay là vịt hầm rượu, ngày mai lại là bánh bơ xốp cuộn nhân quả thông, hoặc là bạch ngọc đè hoa, hay là canh tuyết lê hầm. Chỉ có thứ Ngụy La không muốn ăn, chứ không có thứ Triệu Giới không mang đến được. Cứ như vậy, chút thịt bị gầy đi của Ngụy La đợt trước rất nhanh liền trở lại. Ngụy La cúi đầu nhìn vòng eo phình ra của mình, mặc dù vẫn mảnh mai, nhưng đối với cô nương coi trọng cái đẹp hoàn mỹ như nàng mà nói, đã rất không vào mắt rồi. Nàng không khỏi nhớ tới lúc Lương Ngọc Dung mang thai, khi đó đừng nói là eo, ngay cả mũi chân mình cũng không nhìn thấy. Ngụy La nghĩ tới bản thân cũng sẽ biến thành như vậy, vừa có chút phiền muộn lại có chút sợ hãi. Triệu Giới thấy nàng đứng trước gương một lúc lâu không nhúc nhích, cái miệng nhỏ vểnh lên không biết đang suy nghĩ gì. Hắn để quyển sách trên tay xuống cười nói, nhìn gì mà nhập thần như vậy. Ngụy La trở về ngồi ở trên ghế bên cạnh, ghế bằng gỗ hoa lê chạm khắc hoa hồng, dừng trước mặt Triệu Giới rồi lượn một vòng phiền muộn hỏi, thiếp mập không? Triệu Giới cười khẽ lắc đầu.
Ngụy La không tin, cho rằng hắn đang dỗ nàng. Nàng kéo tay Triệu Giới đặt ngang hông mình lại nói tiếp, thắt lưng của thiếp to ra rồi. Triệu Giới phối hợp sờ soạng trên dưới một lần, ở đâu mà lớn chứ, vẫn giống như trước kia, mảnh mai tới mức hắn chỉ cần một tay đã có thể siết chặt. Chỉ có chiếc bụng nàng nhô ra một đường cong nhỏ nhỏ, cũng không rõ ràng lắm. Triệu Giới an ủi tiểu cô nương của hắn. Nhi tử của chúng ta ở trong bụng nàng, nếu không lớn lên thì sau này làm sao sinh ra chứ? Ngụy La suy nghĩ một chút, cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng nhìn Triệu Giới nói, làm sao chẳng biết là nhi tử, vạn nhất không phải thì sao? Nàng phiền muộn chất vấn, có phải chàng chỉ thích nhi tử thôi đúng không? Không thích nữ nhi đúng không? Nếu thiếp sinh nữ nhi, có phải chàng sẽ không thương nó không? Bát tự còn chưa có, nàng đã khẩn trương rồi. Triệu Giới cầm ngón tay đang chỉ không khống chế được của nàng cười nói, ai nói ta không thích? À là, nàng biết rõ ta hy vọng đứa nhỏ này là nữ nhi hơn ai hết mà. Triệu Giới thích nữ hài nhi, mà đúng hơn là thích hài nữ của Ngụy La. Hắn từng nói nếu Ngụy La sinh nữ nhi với hắn, nhất định là đứa nhỏ trắng mềm đáng yêu, là bé cưng phấn nộn. Tốt nhất là giống y đúc như Ngụy La. Mỗi ngày về nhà hắn đều có thể thấy Ngụy La ôm tiểu hài tử nằm trên tháp mỹ nhân, y y nha nha học chữ. Cuộc sống như vậy chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thỏa mãn. Ngụy La cố ý chọn lời nói của hắn mà đâm vào. Vậy nếu là nhi tử chàng liền không thích? Đây là nói nhiều sai nhiều. Triệu Giới cười cười, lựa chọn ngậm miệng không đáp. Ngụy La cũng cảm thấy bản thân có chút không nói đạo lý, cũng không nói với hắn về vấn đề này nữa. Dù sao một khi thời điểm đến, là nam hay nữ cũng tự có kết quả. Cho dù là nhi tử hay nữ nhi, nàng đều thích. Thế nào thì cũng là khối thịt từ trên người mình lấy xuống. Có mẫu thân nào mà không thích hài tử của mình chứ? Vừa qua thu liền vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo. Hôm đó là thọ thần của Sùng Trinh Hoàng đế, trong cung cử hành thọ yến. Bởi vì Sùng Trinh Hoàng đế yêu cầu giản lược mọi thứ, đại lễ này cũng không làm lớn, chỉ mời vài vị đại thần trọng yếu và gia thế quân quý cùng nhau ở Lân Đức Điện chúc thọ hoàng đế. Triệu Giới và Ngụy La tất nhiên cũng phải đi. Triệu Giới kêu người tìm ở vùng khác tới một chậu châu báu hình song long thọ tinh mạ vàng làm lễ mừng thọ cho Sùng Trinh Hoàng đế. Trên thọ yến, chư vị đại thần cùng dâng tặng lễ vật cho Sùng Trinh Hoàng đế. Dư âm trên Lân Đức Điện kéo dài không dứt. Ngụy La ngồi bên cạnh Triệu Giới, đối diện với ngũ hoàng tử Triệu Chương và hoàng tử phi Cao Uyển Nhi. Sùng Trinh Hoàng đế mới giải cấm cho Triệu Chương cách đây không lâu, cho phép hắn lộ mặt tham dự thọ yến này. Ngoài mặt thì có vẻ là đã tha thứ cho ngũ hoàng tử, nhưng hoàng đế lại chưa từng an bài bất kỳ chính sự nào cho Triệu Chương, ngay cả thọ yến hôm nay. Lúc ngũ hoàng tử và ngũ hoàng tử phi lên chúc thọ, trên mặt Sùng Trinh Hoàng đế cũng không có bao nhiêu tươi vui. Hai tháng trước, Cao Uyển Nhi mới sinh hạ một nhi tử, có lẽ là vì trong thời gian cấm túc, không điều dưỡng tốt thân thể, sinh xong hài tử lại bị lạnh mấy ngày, khí sắc nàng ta lúc này không bằng lúc trước, rõ ràng là cùng tuổi với Ngụy La, nhưng nhìn qua lại lớn hơn Ngụy La vài tuổi. Ngụy La nhìn Cao Uyển Nhi, trong lòng thầm quyết tâm, sau khi sinh xong nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tốt, khôi phục thân hình, tuyệt đối không thể giống như Cao Uyển Nhi vậy. Cao Uyển Nhi quay đầu không báo trước nhìn Ngụy La, Ngụy La hơi ngẩng ra, sắc mặt liền cười cười như bình thường xem chi chào hỏi. Nhưng Cao Uyển Nhi cũng không nhiệt tình như ngày trước, nàng ta chỉ nhìn nàng một cái rồi trầm mặc, rời mắt đi. Chắc là biết được nguyên nhân Triệu Chương bị cấm túc, lúc đối mặt với Ngụy La cũng không thoải mái như trước kia. Ngụy La cũng không để ý chút nào, bên trái nàng là Cửu Hoàng tử và Cửu Hoàng tử Phi. Cửu Hoàng tử Phi là nữ nhi nhà thượng thư tên là Tôn Dung Dư, là một cô nương xinh đẹp hoạt bát, vừa ngồi xuống đã khách khí gọi Ngụy La một tiếng nhị hoàng tẩu. Lúc gọi Triệu Giới, giọng nói cũng rất thản nhiên. Ngụy La cười đáp lại một tiếng. Triệu Giới và Triệu Sâm ngẫu nhiên nói với nhau vài lời, nàng cũng chẳng có việc gì làm, chờ ca múa xong bắt đầu tiệc rượu, liền cúi đầu ăn dĩa tôm giấm đường trước mặt mình. Ngụy La ăn hai miếng lại thấy bóc tôm quá phiền phức, vì vậy lau lau tay không ăn nữa. Nàng vất chút thời gian nhìn đế hậu bên trên. Trần Hoàng hậu đoan trang ngồi bên cạnh Sùng Trinh Hoàng đế, môi ngậm ý cười, dáng vẻ uy nghi mười phần. Sùng Trinh Hoàng đế nghĩ thầm quan hệ cả hai đã hòa hoãn rồi, sai người rót một ít rượu vào chén rượu lưu ly trước mặt hoàng hậu. Trần Hoàng hậu lại từ chối nhã nhặn, đa tạ bệ hạ, thiếp không thể uống rượu. Hoàng đế kinh ngạc không tin được nói, trẫm còn nhớ
Trước kia nàng có thể uống rượu. Trước kia lúc ở trong quân doanh, tính tình Trần Như Phúc không câu nệ tiểu tiết, ngẫu nhiên cũng có thể cùng nâng chén ăn mừng với các tướng sĩ, cũng không phải giống như bà nói bây giờ, không thể uống rượu. Trần Hoàng hậu rũ mắt hồi lâu mới nói, dạ dày thần thiếp không tốt, 10 năm trước thái y đã khuyên không nên uống rượu. Sùng Trinh hoàng đế kinh ngạc, nếu quả thật như lời bà nói, vậy những năm nay lúc cử hành tiệc đều là cố nén khó chịu cùng hắn xã giao với hạ thần hết sao? Bà lại chưa bao giờ nói với ông. Vậy lúc trở lại Điền Chiêu Dương chính là một mình yên lặng chịu đựng cơn đau. Sùng Trinh hoàng đế nắm lấy tay Trần Hoàng hậu, cũng bất chấp có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, nhỏ giọng nói, vãn vãn, những năm này là trẫm có lỗi với nàng. Nàng có thể tha thứ cho ta một lần không? Trẫm bảo đảm sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi của nàng. Trần Hoàng hậu mặt không biến sắc rút tay ra, nhìn bách quan bên dưới nói, thọ yến chưa tan, bệ hạ đừng nên thất lễ. Một quyền của Sùng Trinh hoàng đế giống như đánh trên vải bông, ông thật bất đắc dĩ, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng bất lực. Vãn vãn của ông hẳn là sẽ không thể tha thứ cho ông. Trong lòng hoàng đế thấy vắng vẻ, giống như bị ai đó cầm đao khoét đi một khối thịt, không sao bù lại được, cho dù uống rượu cũng không cách nào giải được nỗi đau khổ này. Ngụy La hồi thần một lúc, liền thấy đĩa nhỏ bằng men trắng khắc hoa mẫu đơn trước mặt, đã đặt mấy con tôm giấm đường được bóc vỏ cẩn thận. Nàng ngạc nhiên nghiêng đầu, quả nhiên thấy Triệu Giới đang thong thả ung dung thay nàng bóc vỏ tôm, bóc xong liền để vào trong đĩa. Hắn cong khóe miệng, mắt nhìn thẳng hỏi, nhìn cái gì vậy? Ngụy La mấp máy cánh môi cảm động nói, làm sao chàng biết tiếp muốn ăn tôm? Triệu Giới nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mắt vượng mỉm cười, nàng có chuyện gì mà ta không biết chứ? Ngụy La mở to mắt không biết nên nói gì. Chỉ một lát sau, Triệu Giới đã bóc được nửa đĩa tôm giấm đường, dùng khăn lau tay, sau đó đẩy cái đĩa tới gần nàng. Nàng ăn đi. Lúc nãy rõ ràng là bộ dáng muốn ăn, nhưng chỉ bóc được hai ba con liền thấy phiền toái mà không ăn nữa. Nhưng ánh mắt nàng thi thoảng lại quét một vòng quanh đĩa tôm, bộ dáng thèm ăn lộ rõ ra ngoài. Cửu hoàng tử Phi ngồi một bên thấy như vậy liền tỏ vẻ hâm mộ, lại nhìn cửu hoàng tử Triệu Sâm, trong mắt viết rất rõ mấy chữ. Chàng nhìn người ta đi, rồi lại nhìn lại mình đi. Cửu hoàng tử bất đắc dĩ gãi gãi mũi, lại gắp một miếng thịt kho tàu vào trong chén của Tôn Dung Dư nói, nàng thích cái này, mau ăn đi. Tôn Dung Dư tức giận nhìn hắn, trong lòng cũng biết lúc này không tiện để nàng ấy phát cáu, liền bị bĩu môi không thèm nháo với Triệu Sâm, ngoan ngoãn nuốt miếng thịt kho tàu kia vào bụng. Gần đây Ngụy La vẫn luôn nôn nghén, có lẽ là vì ngồi ở Lân Đức Điện một thời gian dài, xung quanh lại quá mức ồn ào, nàng thấy trong bụng muốn buồn nôn, liền kêu Kim Lũ đi xin chỉ thị của Trần Hoàng hậu một tiếng, rồi nhíu mày rời khỏi điện. Ngoài điện, Ngụy La vịn vào cột đen sơn vàng khắc rồng, nôn một đống nước chua, tất cả những thứ mới ăn vào đều nôn ra sạch, trong bụng trống rỗng rất khó chịu. Hốc mắt Ngụy La hồng hồng, vất vả lắm mới đỡ nôn, Triệu Giới lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng. Nếu nàng không thoải mái thì chúng ta về trước. Ngụy La nhận lấy chén trà Kim Lũ đưa tới để xúc miệng, rúc vào trong lòng Triệu Giới, lúc sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu Giới kêu Chu Cảnh đi chuẩn bị xe ngựa, chính mình lại đi vào trong điện cáo từ với Sùng Trinh hoàng đế và Trần hoàng hậu. Ngụy La ở ngoài điện chờ, lúc nàng đang định đi ra ngoài liền thấy có người từ bên hành lang nhỏ phía đối diện đi tới. Trên hành lang nhỏ treo đèn cung đình hình bát giác, ánh sáng mờ nhạt. Ngụy La thấy đối phương mặc áo nhỏ màu hồng cánh sen bằng gấm tô châu thêu hoa văn bảo tướng, váy dài thêu bách điệp đua lượn tung bay theo từng bước đi của người đó, hóa ra là Cao Tỉnh Dương. Cao Tỉnh Dương đi chậm lại tới trước mặt Ngụy La, rất nhanh thu hồi vẻ mặt, hành lễ với nàng, bái kiến vương phi. Cho dù biểu hiện của nàng ấy vô cùng tự nhiên, nhưng Ngụy La vẫn thấy chút giận dỗi trong mắt nàng ấy. Nàng cười một tiếng hàn huyên, sao Cao cô nương cũng ra ngoài này? Cao Tỉnh Dương mím môi, miễn cưỡng lộ ra chút vui vẻ. Lúc nãy ở trong điện quá khó chịu, thần liền muốn ra ngoài này một chút rồi lại đi vào. Ngụy La cũng không hỏi nhiều, chỉ khách khí nói vài câu liền để nàng ấy đi vào. Cao Tỉnh Dương mới đi không lâu, Ngụy Thường Hoàng mặc áo bào màu tím từ hành lang nhỏ đi qua, thấy Ngụy La đứng một mình chỗ này, nhịn không được nhíu mày hỏi, "A La, sao chỉ có một mình tỷ ở đây?" Chương 164, chuyện tỷ không thích, đệ sẽ không làm. Thọ yến lần này,
Phủ Anh Quốc Công tất nhiên nằm trong hàng ngũ được mời. Lúc nãy Ngụy La chưa kịp chào hỏi với Quốc Công, chỉ thấy Ngụy Thường Hoàng ngồi bên cạnh Ngụy Sương. Hắn ngồi chỗ đó không bao lâu đã rời khỏi Lân Đức Điện, mãi vẫn chưa thấy trở lại. Ngụy La cho rằng hắn về trước, không nghĩ tới hắn vẫn còn ở trong cung. Ngụy La chỉ bản thân nói: "Thân thể tỷ tỷ không thoải mái, vương gia đi cáo từ với phụ hoàng và mẫu hậu, chúng ta dự định hồi phủ." Nói xong nàng hỏi: "Sao đệ lại ở chỗ này? Lúc nãy tỷ thấy đệ đi ra ngoài rồi mà." Ngụy Thường Hoàng thấy sắc mặt nàng không tốt nên cũng có chút lo lắng. Hắn không vội vào bên trong mà đứng ngoài nói với nàng: "Thế tử Thụy Vương dụ ta dùng ngũ thạch tán, ta lấy cớ từ chối, lúc nãy mới đi ra ngoài một chút." Thế tử Thụy Vương ngồi ngay bên cạnh Ngụy Thường Hoàng. Thời thế hiện nay, con cháu thế gia dùng ngũ thạch tán cũng không phải chuyện hy hữu gì. Phanh ngực lộ lưng cũng là chuyện thường gặp, thậm chí còn trở thành một kiểu trào lưu thịnh hành. Mỗi bữa tiệc gặp mặt đều phải có ngũ thạch tán trợ hứng. Nhưng mà những người dùng phần lớn đều là những kẻ phóng đãng, con cái nhà giàu bất trị. Phàm đã là thế gia công tử biết chế ngự bản thân đối với những thứ này đều xin miễn cho kẻ bất tài. Ngụy Thường Hoàng biết rõ Ngụy La vô cùng ghét những người hút ngũ thạch tán. Hắn vẫn còn nhớ trước kia, lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài, một người tóc tai rối bù, áo ngực phanh ra đi tới chỗ bọn họ. Ngụy La căng thẳng nắm chặt tay hắn, thân thể nàng khẽ run lên, rõ ràng hoảng sợ và vô cùng chán ghét, nhưng vẫn nắm chặt tay mà che chở cho hắn, rất sợ hắn có chút dính dáng gì tới người đó. Ngụy Thường Hoàng không biết đã có chuyện gì khiến Ngụy La ghét điều này như vậy, nhưng Thế tử Thụy Vương mời hắn cùng hút, hắn kiên định từ chối. Có điều khoảng cách hai người thật sự quá gần, vô ý hút vào một chút bột phấn, toàn thân đều nóng lên, cho nên hắn mới đi ra ngoài hưởng chút gió lạnh cho dịu bớt. Ngụy La nghe vậy liền căng thẳng, nắm lấy tay của hắn, ngẩng đầu nói: Đệ hút rồi hả?" Ngụy Thường Hoàng lắc lắc đầu, nhếch môi: "Không có, chỉ là không cẩn thận hít phải một ít, đi ra hóng gió liền không sao rồi." Hắn rũ mắt, nhìn cái bụng khẽ nhô ra của Ngụy La. Thời gian trước hắn nghe nói nàng mang thai, Ngụy Thường Hoàng từng đi qua thăm một lần, Triệu Giới bảo vệ nàng như một cái thùng sắt vậy, người không được mời không thể đi vào phủ Tĩnh Vương. Lúc hắn tới, Ngụy La đang ngủ, đầu gối trên đùi Triệu Giới, gương mặt yên ổn. Thường Hoàng cũng không đánh thức nàng, nhìn một chút liền rời đi. Ngụy La vẫn không yên tâm, lại nhìn hắn trong ngoài hết một lần, đảm bảo thân thể hắn không có tình trạng nóng lên, rồi mới thở phào một cái. Gương mặt nhỏ của Ngụy La căng thẳng, nghiêm túc nói: "Sau này, cho dù ai đưa ngũ thạch tán cho đệ cũng không được hút." Thường Hoàng suy sụp tinh thần của đời trước, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa. Ngụy Thường Hoàng xoa xoa đầu nàng cười nói: "Tỷ yên tâm, chuyện tỷ không thích, đệ nhất định sẽ không làm." Nói xong, tầm mắt Ngụy Thường Hoàng rơi vào trên bụng Ngụy La quan tâm nói: "Cháu trai của đệ gần đây thế nào rồi?" Tay Ngụy La để trên bụng, mắt cười tủm tỉm, cong cong như trăng khuyết. "Đệ không biết nó có bao nhiêu nghịch ngợm đâu, cả ngày đều làm ầm ĩ, khiến tỷ ăn không ngon ngủ không yên, gần đây thì đỡ hơn một chút, tháng trước tỷ ngay cả ăn cũng ăn không vào." Chợt nhớ tới chuyện gì đó, Ngụy La chấp chấp mấy cái tò mò hỏi: "Lúc nãy đệ ra ngoài có thấy Cao tiểu thư không? Tỷ thấy nàng ấy cũng đi từ bên đó qua, nhưng sắc mặt không tốt lắm, không biết là có chuyện gì." Ngụy Thường Hoàng nhíu mày nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường: "Có nhìn thấy." Trong mắt Ngụy La lóe lên tia sáng, nàng còn đang muốn hỏi thêm lại thấy Triệu Giới đi từ Lân Đức Điện ra. Hắn đi tới bên cạnh nàng, khoác chặt áo choàng bằng lông hồ ly màu đỏ thẫm thêu hoa sơn trà cho nàng, nhìn thoáng qua Ngụy Thường Hoàng nói: "Anh Quốc Công tìm ngươi." Rồi nói với Ngụy La: "Về thôi." Ngụy La gật đầu, đành cáo biệt với Ngụy Thường Hoàng, theo Triệu Giới xuất cung. Ngụy La không biết, Ngụy Thường Hoàng không chỉ nhìn thấy Cao Tình Dương mà còn nói với nàng ta vài câu. Lúc nãy hắn đứng ở hành lang nhỏ bên ngoài điện, thân thể hơi nóng lên nên đành đứng đầu gió cho bớt nóng. Cao Tình Dương thay đồ xong trở lại, vừa vặn nhìn thấy hắn đứng ở dưới mái ngói lưu ly, áo đai rộng lớn. Gió thổi ống tay áo phất phơ, Ngụy Thường Hoàng gầy gò tuấn lãng đứng đó. Cảnh tượng này không biết sao lại có chút hương vị khiến người ta không kiềm chế được. Cao Tình Dương không tự chủ nhìn thêm vài lần, đang định rời đi, đã thấy hắn từ từ dựa vào lan can ngồi xuống, mi tâm cau lại, bộ dáng vô cùng không thoải mái. Cao Tình Dương nhìn quanh, thấy hắn không mang theo thị vệ, suy nghĩ một lát liền tiến lên dò hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?" Ngụy Thường Hoàng không trả lời, vẫn nhắm mắt như cũ. Hắn không muốn nói chuyện, mặc dù nhiệt độ trên người đã giảm đi,
nhưng vẫn có chút choáng váng đầu óc. Hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, nhưng lại không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Cao Tình Dương cho rằng hắn hôn mê, suy nghĩ một chút liền nói với nha hoàn bên cạnh, mau đi mời thái y tới. Nha hoàn kia đáp một tiếng, xoay người muốn rời đi. Không cần. Cuối cùng Ngụy Thường Hoàng mở mắt, đôi mắt đen láy đầy vẻ xa cách nhìn Cao Tình Dương. Có lẽ hắn phiền muộn vì nàng quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn, giọng nói có chút không tốt. Cô nương khó tránh quản quá nhiều chuyện rồi. Ý tốt của Cao Tình Dương lại bị xem là tâm địa không lương thiện. Môi anh đào nhếch lên, nhìn Ngụy Thường Hoàng xem thường, mặt không biến sắc, phản bác. Công tử rõ ràng còn tỉnh, lại không thèm đáp lại lời ta, giáo dưỡng cũng rất tốt đó. Nàng gọi nha hoàn kia về, trước khi đi còn nhìn Ngụy Thường Hoàng một cái. Nhiệt độ của ngũ thạch tán không dễ giảm đâu, công tử vẫn nên dùng ít đi thì hơn. Phụ thân của Cao Tình Dương cũng dùng ngũ thạch tán, nàng rất quen thuộc với hương vị này. Lúc nãy, Ngụy Thường Hoàng đứng ở đầu gió, nàng liền đoán được 7-8 phần. Cao Tình Dương biết hắn là đệ đệ của Ngụy La, bởi vì gương mặt hai người hao hao nhau, thật sự có độ nhận biết rất lớn. Câu nói cuối cùng kia cũng chỉ là nhắc nhở thiện ý mà thôi. Ngụy Thường Hoàng không trả lời, lại lần nữa nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe lọt tai lời nàng nói hay không. Đây cũng là lúc Cao Tình Dương gặp Ngụy La, sắc mặt Cao Tình Dương không vui là vì như vậy. Nha hoàn mặc váy màu lục bích oán giận nói, tiểu thư, người kia thật không biết phân biệt tốt xấu. Cao Tình Dương trở lại Lân Đức Điện, ngồi ở bên cạnh Trần Quốc Công phu nhân không nói gì cả. Nàng vốn dĩ không phải là người thường biểu lộ nét mặt. Hai tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công tính tình lại có bất đồng rất lớn. Cao Đan Dương ngang ngược tùy ý, Cao Tình Dương lại trầm mặc thanh tĩnh. Chuyện này khiến nàng tức giận một lúc nhưng rất nhanh liền không để ý tới nữa. Chỉ là qua chuyện này lại khiến nàng nhớ lại một lần thiết yến trong cung lúc nàng còn bé. Ngày đó nàng xung đột với Ngụy La, nắm lấy một vốc đậu phộng trên bàn muốn ném nàng ta. Khi đó Cao Tình Dương là đứa nhỏ, lại bị người nhà sủng hư, chỉ cần không vừa ý liền cáu kỉnh. Sau đó Ngụy Thường Hoàng vọt ra, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đứng đắn nói, không cho phép. Tuy rằng chuyện này đã qua rất lâu, không đáng nói tới, nhưng cũng có thể thấy rõ tính cách của nàng và Ngụy Thường Hoàng thật là có chút giống nhau. Thọ yến của Sùng Trinh Hoàng đế, qua không lâu thì có một trận bão tuyết thổi xuống kinh thành, những bông tuyết bay tán loạn như trà sát lên mọi vật, bao trùm toàn bộ chỉ trong một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, Ngụy La đẩy cửa lăng hoa ra ngoài, thấy trong sân chỉ còn là một tầng tuyết thật dày động lại. Hoa mai trong viện cũng bị tuyết bám tới cong đầu cành, bọn hạ nhân đi băng qua sân, những đôi ủng vải dẫm lên tuyết, vang lên những tiếng rít rít. Ngụy La cầm lò sưởi hình hoa dưa chạm dẫm, đứng bên cửa, thở ra một ngụm sương, thở dài nói, tuyết thật là lớn. Triệu Giới từ trong nhà đi ra, lấy áo choàng màu trắng ngà, thêu hoa hải đường, khoác lên trên người nàng. Không mặc đồ tử tế không được ra ngoài, nàng không sợ lạnh hỏng người. Ngụy La đội nón áo choàng lên, ở trong viện đi dạo một vòng, bởi vì thời tiết quá lạnh, Triệu Giới không để nàng ở bên ngoài lâu. Một nén nhang sau, liền dẫn nàng về phòng. Ngụy La hỏi Triệu Giới, hôm nay chàng có đi thần cơ doanh không? Triệu Giới cầm que, gắp than trong tay, cẩy cẩy hương cho trong lò than của Ngụy La. Không đi, mấy ngày nữa là giao thừa, ta ở nhà với nàng. Ngụy La lấy một khối hương qua quế mới làm, bẻ thành hai viên, bỏ vào trong lò sưởi cầm tay. Trong chốc lát, lúc than trong lò bùng cháy, mùi hoa quế này có thể phủ lên vị cháy của than. Nàng ngẩng gương mặt nho nhỏ, hai má hồng hồng lên, đôi mắt mỉm cười. Chàng không ở với ta cũng được, mấy ngày nay dưa hấu nhỏ cũng ngoan hơn nhiều, không làm khó thiếp nữa. Sau khi ăn cơm xong, cũng rất ít khi nôn ra. Ngụy La gọi nhi tử của bọn họ là dưa hấu nhỏ, vì nàng thấy bụng của mình phình ra, hệt như một trái dưa hấu, gọi lâu dần thuận miệng. Ngụy La viết gần đây Triệu Giới rất bận rộn, Sùng Trinh Hoàng đế có ý định lập chữ, Triệu Giới là người duy nhất, cũng vô cùng xứng đáng. Nhưng trong triều có vài đại thần cật lực phản đối, bọn họ dâng tấu với hoàng đế, nói Triệu Giới trời sinh tính tình hung hăng, bạo ngược bất nhân, khó có thể khiến kẻ dưới phục tùng. Nếu tương lai thiên hạ rơi vào tay hắn, thủ đoạn hắn lại tàn nhẫn, không đánh thì là giết, sao có thể khiến người yên tâm? Tương lai dân chúng không phải sống trong những ngày kinh hoàng dầu sôi lửa bỏng sao? Sủng Trinh Hoàng đế bị mấy vị quan này nói tới vướng bận, mỗi ngày đều phải nghe bọn họ nói dòng dài bên tai, không thể không đem việc này tạm thời bỏ xuống, lại nghị luận sau. Ngụy La biết mấy ngày nay tâm tình Triệu Giới không tốt, cả đêm lúc hắn ngủ, mày đều nhíu cả lại,
Nàng còn thay hắn vuốt lại mày rất nhiều lần, nhưng Triệu Giới không biểu lộ ra trước mặt nàng, mỗi ngày vẫn cưng chiều nàng như trước. Nếu không phải nàng thường vào cung, chỉ sợ hắn vẫn giấu nàng chuyện này. Có một lần Trần Hoàng hậu lỡ miệng nói ra, nói tới chuyện triều chính, Ngụy La liền ghi tạc trong lòng. Sau đó nàng tìm Chu Cảnh hỏi mới biết được tiền căn hậu quả. Ngụy La dựa vào vai Triệu Giới mà ngồi thẳng dậy, tranh thủ nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: cho dù bọn họ nói gì, thiếp đều tin là có đạo lý. Đại ca ca không cần quan tâm người khác nói gì, bọn họ nói chàng tàn nhẫn là vì chưa từng thấy qua bộ dáng dịu dàng của chàng thôi. Bọn họ cũng không phải người sống với chàng suốt đời. Sau này, người cùng chàng đi tiếp là thiếp, thiếp biết chàng tốt bao nhiêu là đủ rồi. Nàng cúi đầu, tựa vào trán Triệu Giới, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời. Dù sao, cho dù chàng làm gì, thì ta cũng đều ủng hộ. Triệu Giới không nhúc nhích nhìn nàng chầm chầm, đôi mắt đen càng thêm thâm thúy. Ngụy La bị hắn nhìn tới sợ, hơi lui về sau một chút. Sao vậy? Ta nói không đúng ư? Triệu Giới đứng dậy, đè Ngụy La dưới thân hôn lên mặt nàng, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng trầm giọng nói: không, A La nói rất đúng. Môi Triệu Giới rời xuống đụng phải môi nàng, hắn ngậm lấy nhẹ nhàng hút. Nụ hôn này dịu dàng lại triền miên, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ bởi vì hắn muốn hôn nàng mà thôi. Triệu Giới nghĩ, đời này của hắn hẳn là không thể thả tiểu cô nương này ra. Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng Ngụy La cũng đã mang thai, và thân thể của nàng thì ngày một tốt hơn. Và lúc này thì trong triều lại chia ra làm hai phe phái, một phe thì ủng hộ Triệu Giới làm chữ, và chữ cũng có nghĩa là thái tử đó, tức là lúc này thì Sùng Trinh hoàng đế đang có ý định lập chữ là lập thái tử, thì một bên ủng hộ Triệu Giới, còn một bên thì phản đối Triệu Giới. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì hồi kết cũng sắp tới rồi. Mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.